Nghĩa là mỗi đợt, mỗi tháng như vậy bên em chỉ ra một vài căn thôi. Nhưng mà mới mở ra tầm khoảng là 2 tháng nay thì bên em giao dịch là gần như hết cái giỏ hàng. Là mình mở ra là hết cái đó. Chứ mở cái nào hết cái đấy. Dạ đúng rồi. Còn đây là cái mẫu mà của các cái biệt thự ven sông đây. Dạ chính xác anh ạ. À, là giá từ 93 tỷ. Dạ. Wow. Đấy đã xoay rồi không? Đó, tức là đã xoay ngàn quá. Anh nhớ là cái này nó còn soi được cả đồ đạc gì ở bên trong nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, bây giờ tủ lạnh chơi cả camera. Camera luôn này. Còn cái bên tay trái của mình nó là chụp dinh thự. Wow. Dạ. Wow, cái nhà này rộng thế. Dạ, căn này á là rất là riết, hơn 3.000 mét vuông đấy. Còn những cái căn này thì chắc chắn là tôi sẽ phải bao giờ hoàn thiện hay xin một suất để review lên nhà to cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy được những chủ nhân người Việt Nam chịu chơi như thế nào. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong cách sống giới thượng lưu. Ngày hôm nay, Hoàng Đức lại đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và tôi sẽ tiếp tục dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ khám phá một khu đô thị dành cho giới thượng lưu có tên là Vạn Phúc City, và đây là một trong những khu đô thị rất hot trong thời gian vừa qua. Hoàng Đức sẽ muốn cùng quý vị tìm hiểu xem là ở trong khu đô thị này thì có những gì thú vị và đặc biệt khiến cho giới thượng lưu lại quan tâm đến như vậy. Khu đô thị này nằm trong một vị trí rất đắc địa. Ngày trước nằm trong quận Thủ Đức nhưng mà bây giờ thì đã thành thành phố Thủ Đức rồi, và chúng ta sẽ cùng khám phá xem là khu đô thị này thì có những gì thú vị và đặc biệt nhé. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo chân Hoàng Đức và khám phá chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Wow, cảm ơn anh. Em chào anh Đức. Chào Loan. Loan đúng em nhỉ? Dạ, em Loan. Đây, dạ. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là bạn Loan. Thì là theo như những cái thông tin mà trước giờ hai anh em tôi trao đổi thì là được biết Loan là best seller của dự án Vạn Phúc City này. Đấy, nên hôm nay là cũng muốn nhờ Loan sẽ dẫn anh cùng với quý vị khán giả cùng đi tham quan này, tìm hiểu thêm những cái thông tin về dự án Vạn Phúc City của mình. Dạ, dạ. Em mời anh qua sao bàn nha. Ok. Anh thấy ở đây ai cũng khẩu trang đầy đủ nhỉ? Dạ, dạ anh ạ. Mọi người đeo khẩu trang rồi thì mình tháo khẩu trang. Rộng quá em ạ. Dạ. Cái xe gallery này thì bên em mới vừa khai trương hồi đầu tháng 11. Dạ. Riêng cái sale gallery này nhìn cái quy mô đầu tư là cũng thấy là rất là chỉn chu rồi. Ai chà, cái sa bàn này lớn thế nhở? Nhưng mà đi ở dưới mặt đất thì không có hình dung được rõ ràng tổng quan lắm về cả cái khu đô thị này của mình như thế này. Vậy em xin phép giới thiệu với anh Đức về tổng thể quy mô của Vạn Phúc City em ha. Ok, nhờ Loan giới thiệu giúp anh và quý vị. Dạ, ngay đây là cái vòng xoay Phạm Văn Đồng với quốc lộ 13 mình nè anh. Đây là đường Phạm Văn Đồng. Thì từ ngay vòng xoay này anh về ngay chỗ cổng dự án của mình nó là chưa tới cây rưỡi số. Có thể nói là vị trí của Vạn Phúc đó anh thì nó rất là thuận tiện. Là giống như là nhất cận thị, nhì cận giang và tam cận lộ. Cận thị ở đây là mình về ngay chỗ trung tâm quận nhất á. Là anh đi chưa tới 10 phút hả? Hay là mình kết nối về ngay chỗ ngã tư Bình Phước á anh. Từ cái vị trí đó mình có thể đi về các tỉnh Tây Nguyên hay là vô trung tâm thành phố thì cũng rất là gần. Nhì cận giang á là xung quanh sông Sài Gòn là ba mặt sông đấy đúng không? Dạ đúng rồi, có thể nói là Vạn Phúc là một trong ba tán đảo lớn nhất của Thủ Đức, thành phố mình á anh. Và tam cận lộ là anh thấy là nội đô của thành phố Hồ Chí Minh mình á là cái quỹ đất là không có còn nữa, đặc biệt là đất ngay vùng bán đảo. Thì tổng cộng là mình sẽ có hai cái trục đường chính để đi vào khu đô thị của mình. Đó là thứ nhất là trục đường Nguyễn Thị Nhung. Đường này thì nó rộng 35m và chạy thẳng là ra tới sông Sài Gòn luôn. Ngoài ra là mình có thêm trục đường Đinh Thị Thi nữa, cũng chạy ra tới sông. Thì hai cái trục đường này nó gần như là song song với nhau. Và lộ giới của nó từ 30 cho tới 35m. Anh thì anh thích nhất mà
quyết định hôm nay là phải đến xem là lại là vì cái cận Giang. Là vì anh thấy là tương lai sắp tới thì các dự án ở ven sông Sài Gòn sẽ là những cái dự án mà sẽ thu hút được nhiều các nhà đầu tư quan tâm nhất. Và cái giá trị nó sẽ gần như là nó sẽ tăng theo thời gian. Chắc chắn là sẽ tăng. Vì ví dụ xét về cái vị trí tổng quan thì cái vị trí của dự án Vạn Phúc City này của mình anh thấy là nó nằm ở một vị trí nó quá là thuận lợi. Đấy, như em chia sẻ đấy là các cụ đã dạy là nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Thì ở đây là anh cũng xét về cái đấy, anh cũng thấy là đạt đủ cả ba cái tiêu chuẩn đấy. Rồi cộng với cả yếu tố về phong thủy nữa. Đấy, phong thủy là gió và nước mà, nước thì ngập tràn xung quanh. Cái lợi thế của dự án của mình đó anh, là nó là cái tán đảo. Và đặc biệt đó là riêng cái tuyến đường bờ sông này nè anh. Thì nó dài tới 3,4 km luôn. Thì dọc theo cái bờ sông này á, là bên mình đầu tư cái công viên dọc sông Sài Gòn tổng hết là tới 11 hecta. Và có thể nói nó là công viên dài nhất của thành phố Hồ Chí Minh mình. Anh đang thấy đây đúng không? Đây là cái công viên mà dọc bờ sông đây đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Dạ. Nguyên cả dọc công viên dọc bờ sông. Đây bên này là về sau sẽ có cái bến đỗ du thuyền ở đây. Dạ chính xác anh, thì Vạn Phúc là hội tụ được cả ba yếu tố, vừa có sông, vừa có kênh, vừa có hồ. Đây anh, sông Sài Gòn. Rồi ngoài ra là chủ đầu tư mình làm thêm một cái kênh sông Trăng. Kênh này thì nó dài tới 2 km, nó là dẫn nước trực tiếp từ sông Sài Gòn ở đây vô cái hồ. Kênh này là hồ lấy nước trực tiếp từ sông Sài Gòn đúng để rồi. Vào kênh xong rồi vào trong cái hồ ở bên trong của mình. Dạ. Anh nhớ là cái hồ này là về sau là mình sẽ làm thành một cái gọi là cái công viên nhạc nước đúng không? Dạ chính xác anh. Đây cái hồ này là tổng hết quy mô của nó là tới 21 hecta. Và rộng cái phần mặt nước của phần hồ này là tới 16 hecta. Thì có thể nói là nó gấp đôi hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội luôn đó anh. Thì cái điểm đặc biệt là anh thấy nè, nó nằm ngay trung tâm của dự án mình. Thì tất cả những cái tiện ích mà nổi trội thì nó tập trung vô cái khu trong này. Em ví dụ như đây là cái công viên giải trí Ocean World. Và cái thứ nhì là cái quảng trường và nhạc nước, cũng xin phép chia sẻ với anh là quảng trường là bên em đã thi công xong rồi. Nhạc nước thì mình đang tiến hành làm. Thì hiện tại là các máy móc thì mình sẽ nhập ở nước ngoài về hết. Và các kỹ sư ở bên Dubai sẽ làm việc xuyên suốt Tết luôn. Thì khoảng tháng 2 này là bắt đầu bên em là trình chiếu thử. Đấy, thế thì anh nghĩ là cái khu này về sau sẽ thu hút rất nhiều cái sự quan tâm của mọi người. Mọi người đổ dồn vào đây để vui chơi. Thì thành thử ra là những cái khu shop house ở xung quanh thì sẽ càng ngày càng tăng giá trị. Như lúc nãy anh đi vào ấy, thì anh thấy là ở hai bên hiện tại bây giờ đang được cho thuê để kinh doanh rất là nhiều. Dạ chính xác anh ạ. Thì toàn bộ những khu shop house đó thì bên em là gần như đã bàn giao hết cho khách hàng rồi. Và khách hàng tôi bắt đầu khai thác cũng được khoảng là 70-80% rồi đó anh. Thì em cũng xin chia sẻ với anh á, trên tổng cái quy mô của dự án mình á thì nó tới 198 hecta. Gần 200 hecta. Dạ đúng rồi, gần 200 hecta. Thì hiện tại về cơ sở hạ tầng á, chủ đầu tư bên mình đã làm được 99% rồi. Và đặc biệt là chủ đầu tư bên mình làm theo hình thức cuốn chiếu, có nghĩa là làm đến đâu bán đến đấy. Dạ chính xác anh ạ. Trong cái chính sách bán hàng và đầu tư của công ty em á là mình không có bán đất nền để đầu tư, mà mình bán nhà nguyên căn luôn để thu hút khách hàng về đây ở và kinh doanh luôn á anh. Là đầu tư dài hạn cho thuê. Dạ cho nên cái mật độ dân cư vô Vạn Phúc nó cũng rất là nhanh. Và đặc biệt ở đây á, là như từ cổng chính anh đi vào á, là phía bên tay trái của mình là cái phân khu giai đoạn đầu tiên của mình làm. Nó là cái khu nhà phố liên kế. Thì đối với khu đó là dân cư của Vạn Phúc vô ở khoảng hơn 1.000 căn rồi. Và hiện tại là mình có khoảng gần 350 doanh nghiệp về đây hoạt động. Anh thấy đây đúng nghĩa là như một thành phố thu nhỏ các bạn. Vì đấy, có đủ các cái vui chơi giải trí này. Ở đây chắc là về sau đây là các cái tòa chung cư đúng không em? Bên em thì sau này mình sẽ làm 10 block căn hộ. Dạ, và toàn bộ căn hộ bên mình sẽ là căn hộ cao cấp hết. Và như anh thấy là vừa có mặt view xong rồi view hồ, view kênh. Dạ, toàn vị trí đẹp. Em xin phép chia sẻ với anh những cái tiện ích hiện tại mà Vạn Phúc đã có cho cư dân rồi anh ha. Thứ nhất ở đây là cái trường quốc tế anh, trường IMAC. Nó liên kết từ mầm non cho tới cấp 3 luôn. Thì trường này đã hoạt động được 2 năm rồi. Còn ở đây là cái bệnh viện. Bệnh viện này thì quy mô của nó tới 350 giường.
Wow. Dạ, nó tới 17 chuyên khoa đó anh. Dạ. Còn lại xung quanh ở đây thì là những cái gì vậy? Dạ. Cái khu này. Cái này là khu trường mầm non cấp 1, cấp 2 là của phường Hiệp Bình Phước mình. Và điểm đặc biệt đó là nó có cái khu hầm chính ở đây, hầm chính của quận và của phường ở đây. Dạ. Đối với cái dự án Vạn Phúc City mà khiến anh quyết định phải đến tìm hiểu đấy là các cái dự án biệt thự ở ven sông. Anh thấy nó trải dài cả ba cái mặt sông và đặc biệt lại còn có hai cái bến du thuyền. Thì đấy, cái anh quan tâm nhất lại vẫn là cái đấy, là bởi vì tương lai sắp tới thì anh nghĩ là tất cả các cái chủ nhân của các căn biệt thự ở ven sông này sẽ đều có cái nhu cầu là sở hữu du thuyền. Dạ, chính xác không ạ? Nhờ Loan chia sẻ đi. Hiện tại, giá trị hiện tại nhé, của những cái căn biệt thự mà ở ven sông như này thì giá trị khoảng tầm bao nhiêu? Dạ, em xin phép chia sẻ là cái khu mà chủ đầu tư đang triển khai luôn anh nhé. Dạ. Là ở đây có một cái dòng biệt thự, ở đây là phiên bản đặc biệt này, mình chỉ có 54 căn biệt thự đơn lạc thôi. Những cái căn nằm mặt bên sông này á, thì nó sẽ là bề ngang 18 và dài 19,5m, nghĩa là 351m2 anh Đức. Và giá của cái khu vực này nó dao động từ 93 tỷ cho tới 125 tỷ một con. Có nghĩa là nếu mà thế thì giá nó khoảng tầm 400 triệu một mét vuông, tầm đấy đúng không? Dạ, thực tế thì bên em á, là mình tính luôn cả nhà nguyên căn luôn. Dạ, mình có luôn cái chi phí xây dựng và từ vì nhà mình hoàn thiện hết bề ngoài cho khách hàng. Đúng rồi. Dạ. Là vì em đã có cái nhà nguyên căn rồi mà đúng không? Dạ đúng. Và toàn bộ biệt thự ở đây nhà nào cũng sở hữu riêng một cái hồ bơi trên sân thượng hết. Dạ. Thế thì có nghĩa là sau này mà vào khu Vạn Phúc này để review nhà to thì chắc là cũng được khoảng 100 số. À đâu, đây có mỗi 4 mấy căn mà đúng không em? Dạ, 54 căn. À, 54 căn. Dạ. Đấy. Được khoảng 50 số. Đấy là ở đây chứ còn nguyên cả một dọc ở bên kia nữa mà đúng không? Anh thấy là biệt thự nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái tiến độ bán hàng của mình thì hiện đang như nào em? Dạ, tiến độ bán hàng cho thì... Cho xem cái bên kia nhé. Dạ, em mời anh qua coi cái căn Jardin ở đây. Dạ, tiến độ thì chủ đầu tư mình tập trung vô cái sản phẩm hiện tại là biệt thự. Nhà nhỏ nhất bây giờ thì cũng là ngang 7 và 23. Là giá nó hiện tại khoảng tầm bao nhiêu? Dạ, nó tầm khoảng ngoài 43 tỷ. Ngoài 43 tỷ, chứng tỏ là cái phân khúc mình hướng đến là phân khúc cao cấp, hạng sang chứ. Dạ, chính xác anh. Là vị trí đó thì nó nằm ngay trung tâm rồi. Nó vừa gần sông, gần kênh, gần hồ luôn. Dạ. Còn đây là một cái mô hình của cái con Jardin nè anh. Như hồi nãy em có chia sẻ với anh ấy, là nó sẽ dùng thang nâng. Đó. Wow. Cái này là mình đầu tư sẵn và khách hàng là chỉ việc sử dụng thôi đúng không? Chính xác. Lúc bàn giao là đã có rồi đúng không? Dạ đúng anh ạ. Toàn bộ cái bề ngoài thì chủ đầu tư sẽ hoàn thiện hết cho khách hàng luôn. Thì cái con này nó sẽ là một hành 3 tầng và cái sân thượng ở trên. Anh thấy ở trên này có cả bể bơi này, có cả điện mặt trời này. Đấy, ở đây còn có cái chỗ buổi tối có thể ngồi xem phim mà. Đúng mạng nhỉ. Dạ. Còn đây là cái mẫu mà của các cái biệt thự ven sông đây. Dạ, chính xác anh ạ. À, là giá từ 93 tỷ. Dạ. Wow. Hay là đây. Đơn lạc. Nhưng mà anh hỏi Loan một cái chi tiết này, không biết là Loan có chia sẻ được không? Dạ. Là cái số lượng người đã sở hữu những cái căn như này ở dự án của mình thì có nhiều không? Dạ, thực tế thì sở hữu nghĩa là cái chính sách bán hàng của chủ đầu tư mình á, mình không có bán đại trà. Tại vì nó là dạng phiên bản đặc biệt. Nghĩa là mỗi đợt, mỗi tháng như vậy bên em chỉ ra một vài căn thôi. Nhưng mà mới mở ra tầm khoảng là 2 tháng nay á, thì bên em giao dịch là gần như hết cái giỏ hàng. Là mình mở ra là hết cái đó. Chứ mở cái nào hết cái đấy? Dạ đúng rồi. Số lượng ước tính hiện tại bây giờ khoảng tầm bao nhiêu căn như này rồi? À, trước mắt trong cái khu 54 căn này nè. Thì bên em chỉ mở ra tầm khoảng đâu là 4 căn mặt sông thôi. Thì toàn bộ 4 căn mặt sông nó vừa mở ra là bán hết. Dạ, còn những cái con đơn lạch là nọc bên trong á, gọi là ven sông chứ không có view sông. Thì những cái con đó mình bán cũng sắp hết rồi. Dạ, giá hàng mỗi lần ra bên em ra tầm khoảng là 7 con, 10 con thôi. Wow. Dạ. Nói chung mình mới mở ra chừng đó thôi anh, chứ chưa có mở ra trò ra hết. Đấy, các bạn cứ tính thử xem nhé. Mỗi lần khoảng tầm 7 căn, 10 căn mà cứ ra đợt nào bán hết đợt đấy. Mỗi căn thì cứ rẻ nhất cũng phải tầm 4 mấy tỷ. Thế mà mở ra là hết. Đấy,
thì các bạn thấy được cái sức mua thì không nói rồi, đấy là sức hút của chủ đầu tư dành cho các nhà đầu tư. Nhưng mà ý của tôi ở đây đấy là ở Việt Nam mình có quá nhiều người giàu. Mà chắc là những bạn mà bán bất động sản cao cấp như thế này thì các em sẽ rõ cái câu chuyện đấy nhất. Vì như anh kinh doanh du thuyền, anh cũng đã thấy choáng ngợp về cái sự giàu có của những người chủ ở Việt Nam mình. Rất là hay. Anh thấy ví dụ một vài các cái dự án khác ấy, thì đa phần là cái bước đầu tiên là xây những căn hộ cao tầng nhà chung cư để bán được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà ở đây thì anh thấy là cái hướng đi của bên em lại là xây những cái căn thấp tầng trước, biệt thự trước. Đấy, và chung cư thì hiện tại anh vào đây bây giờ là chưa thấy có một cái căn nào mà đã hoàn thiện, đúng không? Bên em tập trung chủ yếu thôi là nhà ở thấp tầng, thì anh thấy là cái giá trị, nghĩa là khi mà cái căn hộ nó nhiều quá thì nó sẽ tạo áp lực lên hạ tầng giao thông của cái dự án. Đó, thành ra bên mình đó là tập trung chủ yếu ngôi nhà thấp tầng, trong tổng hết cái quy mô gần 200 hecta nhưng mà nó chỉ có khoảng đâu là 45.000 dân thôi. Thế là sau này là cái khu Vạn Phúc City này chắc chắn sẽ là cái khu mà của rất nhiều những người thành đạt, rất nhiều những người có thể gọi là những người thành công giàu có sống ở đây. Ai cũng muốn sống trong một cái môi trường mà có những cái người cùng đẳng cấp với mình. Rất là hay. Bây giờ thì anh muốn nhờ Loan dẫn anh đi xem tham quan thực tế cái tiến độ của dự án hiện tại được không? Anh đấy đã mất một công vào tận thành phố Hồ Chí Minh để review cho quý vị khán giả rồi thì cũng muốn phải làm cho mọi người những cái chi tiết một tí. Em mời anh đi tham quan toàn khu của bên mình. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng thử đi tham quan thực tế xem là cái tiến độ dự án thực tế rồi cái hoàn thiện thì có đẹp như là ở trong cái sa bàn kia không nhé. Bây giờ mình sẽ ra ngay bờ sông trước anh ha, khu biệt thự. Ok em. Anh nhìn xa xa ở bên kia nó là cái quảng trường nhạc nước ha. Là khu bên này luôn đây đúng không? Dạ đúng rồi. Trước mặt trong phòng của mình là hồ Đại Nhật. 100 hecta dành cho mảng xanh và mặt nước. Thế là mật độ xây dựng là chỉ cỡ khoảng một nửa của dự án, 50%. Thì trong cái 50% mật độ xây dựng đó thì mình chỉ có là 20% là nhà ở cao tầng. Mình đang đây là dọc cái tuyến đường của Nguyễn Thị Nhung nè. Bây giờ mình sẽ đi qua. Cái không khí ở đây cũng thích nhỉ. Đi trời thì ở ngoài thì nắng mà đi ở trong này mát như là mùa thu Hà Nội. Là khi mà anh vào cái cổng khu đô thị mình có và anh cảm giác giống như là nó rất là nóng không nào. Thì thường á là em nghe nói thôi, mấy khách hàng đã mua đã ở đây nè, người ta nói cái nhiệt độ trong Vạn Phúc đó nó thấp hơn ở ngoài đó anh. Anh cũng thấy bước vào đây nó rất là dễ chịu. Chắc là do là xung quanh là có kênh rạch rồi sông nước ở xung quanh. Đây là cái con kênh đây đúng không? Dạ, chính xác anh. Kênh này là mình dẫn nước trực tiếp từ hai đầu sông. Dọc cái kênh này là anh có thấy là mình đều làm những cái tiện ích hết. Ví dụ như bên này là mình sẽ là công viên thể thao, thì nó có sân tennis nè, rồi leo núi nhân tạo. Anh thấy có cái cao cao kia là núi nhân tạo để leo đấy đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bên này là khu mà biệt thự đơn lập hoành tráng bên này đây đúng không? Còn có cả máy bay nữa kìa. Cái chỗ này vị trí của mình là gần sân bay đúng không em nhỉ? Đúng rồi anh, mình từ sân bay cũng rất là gần, đi tầm khoảng đâu á là 10 phút. Đây là những cái căn biệt thự đơn lập nè anh. Khu này thì nó khác với khu Gia Đình hồi nãy. Khu này là ngang 20 và 23. Khu này là gọi là đắt giá nhất đây đúng không? Dạ chính xác anh ạ. Từ trí là ngay đối diện ra là sông luôn. Và kế đây là đất hao rồi bến du thuyền là nằm kế đó luôn. Nhưng mà anh nhìn cái tiến độ xây dựng như này thì chắc là toàn bộ ở cái dọc này là có chủ nhân hết rồi. Dạ không, khu này bây giờ đắp đầu bên em mới mở đá ra. Thế là về sau là cái chỗ này là cái địa điểm để có thể ngồi cà phê rồi thưởng thức ngắm hoàng hôn. Anh cảm thấy xung quanh rất nhiều các cái biểu tượng của Sài Gòn, có thể ngồi check in. Phía bên này là mình quy hoạch là trường học nè anh. Trường học ở bên này. Còn phía bên này là nhà ở. Cái việc mà cứ xây đến đâu bán hết đến đấy nó sẽ rất là hay ở cái điểm là những cái người sở hữu vào dự án thì cảm giác là lúc nào cũng đông đúc. Chứ còn nếu xây xong rồi để nhà trống không ở đấy thì cảm giác nó sẽ
sẽ không còn nhộn nhịp bằng. Bên mình đó là nhu cầu ở thật đó anh ạ. Đó là khách hàng mua rồi để kinh doanh cho thuê rồi người ta ở luôn. Dạ. À, bên này có sân tennis này. Dạ. Bây giờ là mình sẽ đi dọc theo cái kênh sông Trân 2 km rồi anh ha. Dạ. Đây là cái phân khu của cái kênh mà mình tập trung vô dạng như là thể thao ấy. Chỗ này là leo núi đây. Dạ. Đó là leo núi Sơn Tạo. Hệ thống giao thông ở đây anh thấy là cũng rất là rộng. Dạ. Đường xá hai bên đi lại rất là rộng. Dạ. Ô tô có thể đỗ ở dọc cái ven đường này luôn. Dạ, rất tốt không ạ. Đó là mình có hai cái trục đường chính rồi, ngoài ra nó còn những cái đường nội khu á. Tuy là nội khu nhưng mà đường có những đường tới 25m, 20m. Nhưng mình đường mình đang đi nó thấy rất là rộng. Dạ, đây em chia sẻ với anh cái khu này là cái công ty. Dạ. Khách cửa đông ấy chứ. Dạ. Chưa khai trương đó anh. Chưa khai trương mà đã như này. Ngày 12 tháng 12 tới người ta mới khai trương. Dạ. Nhưng mà bắt đầu đã có khách vô rồi. Đây là các cái khu công viên vui chơi đúng không? Dạ. Anh nhớ là các cái khu công viên nhỏ như thế này là mình có rất nhiều các cái khu chạy dọc cả dự án và ven cái bờ sông, ven hồ của mình luôn. Dạ, đây anh, mình có nguyên một cái con đường á, đường đi bộ dọc cái kênh ở đây. Rồi mình đang đi á, anh thấy đó là cái viên kim cương á, công viên trung tâm, dạ. Giống như là biểu tượng của Hà Nội. Dạ. Trung tâm. Còn cái hồ ở giữa này của mình đây là cái hồ mà về sau sẽ làm nhạc nước. Dạ, từ đây đúng không em? Chính xác anh, đây là cái hồ trung tâm của mình, hồ Đại Nhật ở đây. Rồi mình sẽ làm nhạc nước, rồi mình sẽ đứng ngồi ở trên cái quảng trường đó anh. Nhìn thẳng không nhạc nước luôn. Dạ. Thế thì về sau là nguyên cái khu vực trung tâm này là sẽ có rất nhiều những người có thể không phải là cư dân ở đây nhưng mà cũng đến chơi. Đấy, còn cư dân thì sẽ được hưởng rất nhiều những cái tiện ích. Dạ anh ạ. Không phải đi đâu cả. Như một thành phố thu nhỏ rồi. À, bên này là khu nhạc nước đây. Dạ, là về sau là khách hàng mà ở trên chung cư là có thể ở trên nhà và ngắm nhạc nước luôn. Dạ. Kéo lại ngắm được cả bắn pháo hoa nữa vì anh nhìn thấy ở bên kia nó là cái landmark 81 ở kia. Dạ, rồi. Đúng không? Rồi anh. À, thế là không cần đi đâu xa. Trong nhà là nguyên một cái thành phố thu nhỏ rồi. Dạ. Đây là lối để đi ra cái ven sông phía bên kia đây đúng không? Mặt dạ, sông phía rồi, bên anh. Kia đúng không em? Bây giờ mình đang đi ra khu biệt thự mà phiên bản giới hạn 54 phân hồi nãy mình có chia sẻ ra nó khu gia đình. Thấy không gian rất là yên bình. Dạ. Đây bên tay phải anh là khu biệt thự đơn lập đây anh, nghe 18 và 19. Còn cái bên tay trái của mình đó là cụm dinh thự. Wow. Dạ. Wow, cái nhà này rộng thế. Dạ, căn này đó là rất là tiếc, hơn 3.000 mét vuông đấy. Căn này thì chắc chắn là tôi sẽ phải bao giờ hoàn thiện hay xin một suất để review lên nhà to cho các bạn xem. Đây, đây là đúng là một cái biệt thự quá là lớn, 3.000 mét vuông. Có nghĩa là mua 3.000 mét vuông nhưng mà ở đây anh thấy là chỉ xây ở giữa thôi. Dạ, còn xung quanh hai bên là để khoảng thoáng, để coi như là không có nhà hàng xóm nào ở sát nhà mình quá. Đấy, chơi thế này, bên này lại mặt sông luôn. Dạ. Chà. Nó là con đường lớn, xong rồi tới cái công viên, rồi mới tới xong. Như anh thấy là cái căn này là có tận 3 cái cổng. Ở đằng sau 3 mặt, mỗi mặt có một cổng vào. Dạ, đang nằm tiền luôn á. Hoành tráng quá. Lâu đài này đấy, kiến trúc chóp kiểu lâu đài này. Dạ. Đấy, vài hôm nữa là chắc chắn là cái căn này mà xong là nổi nhất sông Sài Gòn đây luôn. Dạ, thấp quá hả? Đấy, các bạn thấy được những chủ nhân người Việt Nam chịu chơi như thế nào phải có những cái trải nghiệm ở trên nhà to thì chúng ta mới hiểu được rằng là đất nước của chúng ta bây giờ quá phát triển. Dạ. Người giàu không thiếu giờ chỉ có là thiếu các cái dự án đủ đẳng cấp, đủ về cái quy hoạch để làm sao thu hút được giới thượng lưu thôi. Dạ. Còn lại anh thấy là nếu mà khi mà cái dự án nó đã tốt rồi ấy, thì cái sức mua có thể gọi là kinh khủng. Có nghĩa là có những người sẵn sàng là cứ phải chờ từ 4-5 giờ sáng để xếp hàng để mua được những dự án mà hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Wow. Đấy là cái câu chuyện thực mà anh từng chứng kiến rồi. Nhìn cái là biết ngay là khu nhà giàu rồi. Toàn bộ mặt tiền ốp đá tự nhiên hết như này. Ở dưới này là nó có tầng hầm anh. Ở đây anh đang thấy là có cái tầng hầm đi xuống dưới đấy đúng không? Dạ đúng rồi anh. À, có nghĩa là về sau là tất cả xe cộ gì là có thể vừa để ở dưới hầm, lại vừa có thể để ở ngay trên phía bên ngoài luôn. Dạ. À, là vì
Anh đi một vòng nãy giờ thì thấy là cái hành lang ở hai bên ấy, mình cũng luôn có bố trí những cái lối đi cho người đi bộ rất là rộng. Những cái khu này á là đường nội bộ, nhưng mà anh thấy nó là dạng như nhà phố, nhưng mà khách hàng có thể làm công ty và có thể cho thuê rồi rất là tốt. Thì về nhà, điểm đặc biệt của nó là không có cổng. Đó, anh có không có cổng. Nhiều nhà quá. Dạ. Anh thấy kiến trúc mỗi nhà, mỗi khu á. Mỗi khu lại một kiểu khác. Nhưng mà những cái này có chủ sở hữu gần hết chưa anh? Dạ, bên em đã đàn giao hết rồi. Những căn này là có chủ sở hữu hết rồi? Dạ, đúng rồi. Wow. Mà mỗi căn ở đây thì chắc cũng khoảng tầm hơn 30 tỷ đúng không? À, dạ không. Những khu ở đây thì khách hàng mua từ cái giai đoạn rất là sớm rồi. À, mua từ đầu? Dạ, hiện tại thì giá của nó cũng tầm khoảng 28 tỷ. 28? Ờ, tôi đoán hơi nhầm, tôi đoán 30 nhưng giá nó chỉ 28 tỷ thôi. Dạ. Bên tôi xã của anh là công viên hồ bơi nội khu. Tức là mỗi phân khu mình đều có công viên nội khu cả. À, dạ. Có nghĩa là mỗi một khu như này thì em đều có cái công viên nhỏ và có cả hồ bơi. Dạ, có khu có hồ bơi, có khu có clubhouse. Thực tế là toàn dự án thì mình tới 15 công viên lớn nhỏ. 15 công viên? Dạ. Wow. Chưa đỡ phải tranh nhau. Khu nào là... Anh thấy như những khu này là nhà 5 tầng này. Đó, làm công ty và tôi ở rất là nhiều rồi. Gần như ở đây là... Đây này, đây là bắt đầu kinh doanh rất là nhộn nhịp rồi này. Dạ. Có rất nhiều các công ty về kiến trúc và nội thất nha. Đặc biệt là cái dãy này mình đàn giao trước anh ạ. Cho nên là người ta về ở nhiều. Thực ra anh nghĩ ở đây thì đôi khi cũng không phải là chủ nhà ở đâu, nhưng mà họ có thể là để cho thuê tầng 1, tầng 2. Làm các cái văn phòng rồi làm showroom. Dạ, chính xác anh ạ. Đây là công viên nội khu nữa hả? Đây, đây bên này lại có một cái công viên của khu bên này. Riêng. Anh vẫn còn thấy là có một vài căn hoành tráng quá, chưa có người về ở đây này. Nói cái căn này anh hả? Ừ, đúng rồi. Các căn gốc đó thì bên công ty sau này để cho thuê. Đây là cái khu mà thuộc giai đoạn bên em bán đầu tiên này đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái xanh đỏ vàng này là trường học phải không? Dạ, đúng rồi anh, trường quốc tế IMAC nằm ở đây anh. Bây giờ là tranh thủ là trong giai đoạn dịch bệnh các cháu đang nghỉ nên là lại cải tạo nâng cấp thêm hay sao? Dạ, cứ có không ạ. Rồi, có cả sân bóng này, đầy đủ tiện ích luôn. Dạ. Khu bên này khá là sầm uất nhỉ. Thấy xung quanh là xe ô tô đã đỗ hết ở hai phía rồi. Bên này là bệnh viện hả em? Dạ, chính xác. Trái. Bên tay trái là bệnh viện. Thì mình sẽ là 17 chuyên khoa. Trong bệnh viện này là đa căn 50 giường, 17 chuyên khoa. Thế là đầy đủ tiện ích luôn. Dạ. Bệnh viện, trường học, khu vui chơi, giải trí. Dạ. Bến du thuyền. Wow. Đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Thương mại dịch vụ. À, bên này chắc là có chủ hết rồi đúng không? Dạ, toàn bộ khu này là đã có chủ rồi. Như Loan bán hàng ở trong dự án thì em thấy thích nhất là cái điểm gì? Em thích nhất cũng là cái pháp lý của dự án. Trả phúc thì là một trong những chủ đầu tư mà đứng tốt về phần pháp lý. Như những cái nhà đơn ta là đa số là ra sổ hết rồi. Thực tế thì khách hàng mua thì sổ đỏ đất riêng từng lô là tụi em đã có sẵn rồi. Còn cái phần còn lại thì mình đợi thời gian hoàn công là nó lệ thuộc vào của nhà nước. Là sau đấy là em sẽ ra sổ đỏ riêng cho từng khách hàng riêng. Mình đang tính nhà luôn. Còn dạng ví dụ như là đang mua trên hợp đồng, khách hàng muốn vay thì vẫn vay 70% bình thường. Có ngân hàng hỗ trợ. Có nghĩa là các ngân hàng thì vẫn hỗ trợ là cho vay 70%. Chứ khó mà. Dọc những cái tuyến đường này là khách hàng vô kinh doanh hết mà. Đấy, các tiệm cà phê là đông kín cả người. Ngân hàng ấy, nếu mà không bị vướng đợt dịch vừa rồi thì chắc là còn sầm uất hơn nữa. Đúng rồi anh. Vừa rồi có rất là nhiều khách hàng đang vô tính vô hoàn thiện đó anh. Để hoạt động nhưng mà bị cứng mấy tháng dịch rồi chuẩn bị tới Tết tới nơi nữa. Thành ra để đẩy lùi tiến độ. Ở đây anh thấy là an ninh cũng có vẻ rất là cẩn thận nhé. Anh đi nãy giờ là anh để ý này, có rất nhiều các cái camera ở xung quanh dọc đường này. Xong rồi đội ngũ bảo vệ là cũng cứ đi tuần suốt ở quanh dự án này. Đúng rồi anh. Các ngóc ngách đó là bên mình đều có camera hết. Còn các cái đội an ninh ở đây rất an ninh là đi trực thường xuyên luôn. Còn anh thấy có những cái chốt á, có những chốt an ninh.
Thế thực ra là trong một dự án mà đấy ở mà an tâm về an ninh nó cũng là cái điều quan trọng, mà đặc biệt lại là trong cái dự án cho những người giàu có như thế này nữa thì lại càng quan trọng. Chắc là sẽ phải nhờ bác Tài cho em đi bộ một chút bác Tài ạ, để tận hưởng cái cảm giác đi bộ ở đây như nào, còn review cho quý vị khán giả. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống đi bộ thử một tí các bạn nhé, xem là đi bộ thì có còn mát như đi xe nữa không. À, ở bên này giờ anh mới để ý là trồng rất nhiều các cái cây hoa phượng. Thì đến mùa hè cái là rực đỏ cả một cái khoảng này luôn. Nghĩa là bên em nó là sẽ trồng cây theo từng tuyến đường. Đường này mình trồng hoa phượng, còn những đường kia thì mình trồng các loại cây khác. Đấy, các bạn thấy đây là phần vỉa hè dành cho người đi bộ này. Hai người đi rất thoải mái. Bên này thì chỗ để đỗ xe, ô tô, xe máy. Tính ra anh thấy là những cái nhà đầu tư mà mua các cái dự án của bên em từ đầu ấy, thì chắc là đến thời điểm này là riêng về cái giá trị nó đã tăng lên rất là nhiều rồi, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó là giai đoạn đầu á, những cái khu shop house này á, thì khách hàng mua giá rất là tốt. Thành ra cỡ 15-16 tỷ thôi. Bây giờ thì lên khoảng tầm bao nhiêu? Tại khu này giá thấp nhất cũng phải là 40 tỷ. Wow, đấy. Dạ. Riêng về nhà không, đã lên giá, xong rồi lại còn nếu chưa ở thì cho thuê kinh doanh, được kiểu như này. Dạ. Đúng không? Wow. Đấy, bên này là để kín hết cả xe, chỗ này là gì, đông thế? Ui. Dạ, công ty gì cũng. Cái chỗ này nó nhiều cái thương hiệu hoành tráng đấy nhỉ. Duy Phúc Design and Build. Điện mặt trời nữa. Mình vào xem thử một cái được không em nhỉ? Dạ, em mời anh vào tham quan ạ. Em xin mời các bạn chúng ta vào thử xem là bên trong của một cái cửa hàng ở trong này thì cái bố trí rồi bài trí như thế nào. Đẹp quá. Chào anh. Đây là gặp Đức rất là vui, gặp được em hôm nay là rất là bất ngờ nhá. anh lại cũng biết nhà to ạ. Nhà to là quá nổi tiếng rồi. hôm nay là bên Duy Phúc là rất là hân hạnh nha, được Đức ghé thăm siêu thị nội thất Duy Phúc. Đang đi dạo quanh dự án thì thấy có cái chỗ Duy Phúc của mình có vẻ nhiều đồ hay ho quá nên là em ghé thăm thử vào xong xem là cái bài trí rồi tất cả các thứ của cái dự án thì như thế nào. Rất vui là Đức đã ghé thăm siêu thị nội thất Duy Phúc, thì sẵn đó thì Thuận sẽ giới thiệu sơ qua để cho Đức biết về siêu thị nội thất Duy Phúc ha. Thì siêu thị nội thất Duy Phúc với cái mô hình là One Stop Shopping Center là mô hình một điểm dừng. Ở đây là anh sẽ có đầy đủ tất cả những cái thứ mà một chủ nhà cần. Đúng rồi. Đúng có tất tần tật tất cả các loại sản phẩm từ nội thất cho đến ngoại thất và đến tất cả các thiết bị mà một chủ nhà cần để lắp đặt trong ngôi nhà của họ đó Đức, trở nên sang trọng và xịn sò hơn. Đây em thấy đủ, ví dụ tầng 1 này là ở ngoài này là các cái không gian của phòng khách này. Đúng rồi, không gian phòng khách này. Đúng rồi. Trong này lại bếp. Ừ. Ai chà. Hoành tráng quá nhỉ. Cái này rất hay này, không biết là các bạn có biết cái này không. Cái này là nếu như em biết là ở đây nó sẽ là cái lỗ để hút. Đúng rồi, hút mùi luôn. Đúng rồi. Công khí luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, có nghĩa là bình thường là sẽ phải dùng cái máy hút mùi như này. Đúng rồi. Thì cái bếp này là hút thẳng xuống phía dưới luôn. Đúng rồi em, đúng rồi. Và ở đây nó có cái hay nữa, đúng không, là mình nấu đa vùng nấu luôn, có nghĩa là mình có thể để một cái son, mình có thể nấu mình để bất kỳ chỗ nào mình nấu ở đây cũng được. Và họ tích hợp luôn cả cái máy hút mùi luôn. Và khói họ đổ vào đây và rất là tiện nghi. Và cái này rất là đẹp với thương hiệu của Ý, mình tích hợp lên trên cái bàn đảo của bếp này. Xịn sò quá nhỉ. Đây còn có cả Pente, máy lọc nước. Máy lọc nước Pente. Có cả cửa chống cháy đây đúng không anh? Đúng rồi Đức, đúng rồi. Đức nhìn là biết liền nha. Cái gì cũng có này. Đúng rồi, cái gì cũng có. Thế là không phải đi đâu nhiều nhỉ? Đúng em rồi. Em thấy ở đây là mình có mấy tầng như này hả anh? Mình hiện tại là mình có khoảng 4 tầng trưng bày. 4 tầng? 4 tầng trưng bày. Ở trên anh có cái gì thú vị nữa không? Cho em dẫn quý vị khán giả đi xem cái. Dạ vâng. Đây mình sẽ dẫn bạn Đức đi khám phá cái siêu thị nội thất Duy Phúc của mình nhé. Dạ. Thang máy này anh có bán luôn không? Thang máy này bên mình bán luôn và mình được sự tín nhiệm của chủ đầu tư bán và luôn. Của khách hàng ở khu đô thị Vạn Phúc bên ngoài mình bán rất là nhiều.
Tôi chỉ định hỏi chơi chơi tí, thế là hỏi ra là cái gì cũng bán luôn. Cái gì bên mình cũng bán hết. À, xin mời các bạn, dạ. Thử vào trong xem nào. Dạ. Đây là Đức ha, thì ở đây là cái khu trưng bày về tất cả các linh phụ kiện bếp của Hafler, thương hiệu của bên Đức. Dạ. Lò nướng, tủ bếp này, bếp. Các cái thiết bị có cả khóa nữa này. Đúng rồi, nó đầy đủ luôn, nó Đức không thiếu một cái gì về mà cho một cái không gian bếp. Ôi, cả tủ lạnh của Hafler. Tủ lạnh luôn, đúng rồi. Ngoài ra là Đức thấy đâu, mình giới thiệu sơ cái này, cái rất là thích cái này. Đây là cái vòi nữa, mình có thể kéo ra. Đó, mình có thể kéo ra, mình có thể mình quay qua 360 độ gì đó, mình có thể mình xử lý ở đây rất là sạch sẽ. Đó, và rất là bền. Những cái chậu rửa màu đen này mà nó là bằng đá granite luôn á, Đức. Mình nhìn nó rất là chất. Đúng rồi. Hiện đại. Hiện đại, đúng rồi. Thiết kế của Hafler ấn tượng anh nhỉ? Bên trong này là có cái gì nữa ai? À, bên trong đây thì nó thiết kế những cái dạng như là không gian bếp mini. Đó, như Đức đã thấy đây ha. Ở đây là mình ở đây là một cái cây để gia vị nè. Đó, họ kết hợp về cái công nghệ cũng rất là ok. Đó, tích hợp để mình có thể là mình kéo lên, kéo xuống, mình lấy cho nó dễ. Đấy. Đây. Cái này mới hay này. Đây các bạn. Tôi vừa nhìn cái này cái là tôi đoán ra ngay cái này là cái gì. Các bạn thử xem đây là cái gì, thử comment xem. Không biết là em đoán có đúng không, nhưng mà đây hình như là một cái giường thông minh đúng không anh? Đúng rồi Đức, cái giường này là mình có thể đẩy lên trên đây, mình có thể tích hợp lại, mình có thể kẹp lại đấy. Mình để ở đây, mình tiết kiệm được cái không gian của cái phòng của mình. Đây, ví dụ cái giường này mà nhà nào mà có trẻ con đúng rồi. Thì là lúc nào ngủ thì đặt giường xuống. Còn không là lại có một cái không gian để cho các bạn trẻ vui chơi. Rất là hay, kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng. Đây, tôi thực hành cho các bạn xem. Đấy. Đấy. Đó, có một cái lực để mình giảm chứng lại đấy. Đó, có một không rất gian nhẹ nhàng luôn, hay quá. Đây là một trong những cái sản phẩm mà bên thủ bán chủ lực. Rất là mạnh tại rồi, cái khu đô thị Vạn Phúc. Là vì Hafler thì là một trong những cái thương hiệu mà như em biết là về cái phụ kiện, linh phụ kiện cho các đồ nội thất đấy. Rất là tốt, có nghĩa là cái độ êm ái, kể cả những cái cửa trượt giống như này. Đúng rồi. Kéo rất là êm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Một cái không gian mà đầy đủ hết như thế này nữa thì chính ra là rất tiện cho việc mua sắm. Đúng rồi, rất là dễ dàng để mà khách hàng có thể mua sắm. Tại vì bên ở chỗ mà siêu thị nội thất Duy Phúc á, mình có trên 30 cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Hafler, rồi bên mình còn có thêm cả những thiết bị vệ sinh Toto, rồi có cả luôn cả những cái về máy lạnh của Samsung, rồi sàn Burgle của Mỹ. Mình nhiều nhập thế. Rất là nhiều cái sản phẩm từ nhiều nước khác nhau và với những thương hiệu rất nổi tiếng. Nhưng mà khách chỉ cần vào đây thôi là họ có tất tần tật tất cả những cái sản phẩm mà họ cần luôn. Nên là Đức thấy không, khi mà khách hàng chỉ cần là hoặc là Đức mua một cái căn hộ ở đây hoặc là một cái biệt thự ở khu đô thị Vạn Phúc, Đức chỉ cần vào siêu thị nội thất Duy Phúc thôi. Đức mà chọn tất cả các sản phẩm đây, Đức ra là nhà Đức là đầy đủ, không thiếu một cái sản phẩm nào. Em vẫn đang thấy thiếu là bây giờ đồ bếp có rồi này, giường ngủ có, tivi tủ lạnh tủ lạnh có rồi, còn thiếu tivi rồi điều hòa rồi đấy. Vâng, hay là Đức nhắc như vậy thì tuấn sẽ dẫn Đức đi một vòng để mà khám phá ra những đấy, cái tiện nghi như là tủ tivi này nọ. Ok, xin mời Đức xuống đây nhé, đi bộ một tí cho nó khỏe chân. Đây tuấn sẽ dẫn cho Đức xuống đây xem cái khu về tivi rồi đây rất rồi, là đây, nhiều về media của bên Samsung. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, là Samsung. Wow. Ai cũng biết hết đấy, thấy không, đây là những cái TV frame. Đây là TV đây ha. TV, đây là TV đấy, nó xoay rồi không đó, đức thấy không, nó xoay ngàn qua đấy. Cái này là cái giới trẻ họ rất là thích, cái ưa chuộng cái TV này, tại vì nó rất là về cái công nghệ rất là cao, rồi về cái tính thẩm mỹ nữa, về cái tính mà gọi là cơ động của nó, mình có thể để TV ở chỗ này hoặc là mình kéo mình đặt ở chỗ khác cũng được. Cái tủ lạnh này anh biết, tủ lạnh này thì trên màn hình này là còn có thể viết cả lời ghi chú rồi các kiểu như kiểu thư để đúng rồi, đúng rồi, đúng chính không? Xác luôn đấy Đức. Nó trong không gian bếp của mình ăn, hôm nào mình muốn ăn một nấu một món ăn đó mà mình quên một công thức chẳng hạn, mình có thể search lên một công thức và có nhiều công thức tương tự và mình nhấp vô đó thì nó trình chiếu yên, hoặc là mình có thể trình duyệt những cái gì duyệt như là YouTube hay là Facebook. Cái này đây là cái máy tính bảng đúng rồi trong cái tủ lạnh đúng đấy rồi. Nói cho dễ hiểu là thế đúng không?
Anh nhớ là cái này nó còn soi được cả đồ đạc gì ở bên trong nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là Đức có thể là ngay cái sảnh của mình để một cái máy lạnh áp trần này ở đây, nó 360 độ á, nó rất là đẹp mà nhìn nó rất là trang nhã nữa. Nhìn như là cái loa ở trên. Đúng là như cái loa trên trần đấy. Nó là tích hợp thêm cả loa vào đây nữa là được. Quá tuyệt vời luôn nha. Quá tuyệt vời. Đấy là gợi ý cho Samsung. Đúng rồi. Wow. Nhiều quá. Nhiều như lắm, đúng rồi. Tha hồ mà khách hàng vào đây chọn lựa sản phẩm. Rộng quá. Nhưng mà như thế thì qua cái trải nghiệm này thì em cũng thấy được là cái không gian ở trong một cái căn biệt thự gọi là shop house của Vạn Phúc City thì có thể bài trí làm cái showroom trưng bày rất là tốt. Thì ngoài cái không gian nội thất bên trong và các thiết bị á, thì Thuận cũng muốn khoe với Đức là mình có một cái không gian ngoài trời rất là sang trọng và đẳng cấp, rất là nhiều cư dân ở khu đô thị họ. Có nghĩa là showroom là không chỉ bên trong mà còn cả ngoài trời, bao cả bên ngoài cho khách hàng. Hay quá, anh lại cho em trải nghiệm đi. Rồi, chắc là mình mời Đức bắt đầu mình lên trải nghiệm ở tầng thượng bên chỗ cái siêu thị nội thất mình nhé. Cho em đi thang máy nhé. Dạ vâng. Tầng thượng là ở đây là anh có tất cả bao nhiêu tầng? Ở đây là tổng thể về cái siêu thị nội thất của mình có khoảng 6 tầng và một cái tầng thượng. Wow, thế là 7 tầng. Đúng, 7 tầng và mình trưng bày tất cả những cái nội thất, ngoại thất và trang thiết bị để hoàn thiện cho một cái ngôi nhà ở Đức. Vâng. Đây là Thuận sẽ khoe với Đức ha, đây là cái tầng thượng bên mình. Mình có tất cả những loại mà sản phẩm ngoại thất để phục vụ cho một cái gia đình hoặc là những người bạn họ có đến mà trải nghiệm. Có nghĩa là cuối tuần. Ở đây là anh trưng bày những cái bộ bàn ghế mà có thể sử dụng ở ngoài trời. Đúng rồi, ngoài trời. Nè, chắc là mời Đức sử dụng, đây là cái võng nè. Đây nó bây giờ một cái đu gì đấy, đu mà rất là ui trời, là relax. Và mỗi cái lúc mà mình làm việc mệt mỏi đó, mình ngồi đây mình đu chiều mát đó, rồi mình uống cà phê, nó là rất là tuyệt vời. Cái này cứ như ở trong những cái khu resort đấy các bạn ạ. Đấy. Đúng rồi. Nó chiếu xuyên qua các cái này. Thôi, đúng rồi. Đừng dậy nhưng ngồi đây lại ngồi mãi. Đấy, hoặc là ở đây là những người bạn có thể là buổi chiều làm một cốc bia hay là một cốc rượu ấy, ngồi đây là mình có thể ngắm cảnh rồi mình nói chuyện hoàn thuyên với nhau. Ngắm máy bay luôn. Đấy. Ngắm máy bay luôn. Rất là đẹp phải không? Ở đây lại còn ngắm được ban công của những nhà hàng xóm. Đúng rồi, đúng rồi. Cô gái nhà bên. Đấy. Đó, và bên chỗ Thuận là thiết kế luôn những cái tiểu cảnh này cho khách hàng luôn nè. Họ muốn cái concept nào thì bên Thuận sẽ thiết kế lên concept đó, là và mình sẽ đưa những cái cảnh phù hợp với lại cái theo mong muốn của khách hàng đó. Wow, hay quá. Đó, rất là nhiều. Đó như Đức, đấy không? Nghĩa là mình ở đây mình cái view mình nhìn rất là xa xăm. Nhìn ra những cái khu mà biệt thự rồi khu dinh thự rồi mình nhìn ra sông Sài Gòn luôn. Vâng. Rất là đẹp. Và với những cái tiểu cảnh này thì nó tích hợp vô thì chủ nhà cảm thấy rất là thú vị. Khi mà mỗi chiều họ ngồi ở đây để họ như nhà nào cũng có view. Đúng là nhà nào cũng có view rất là đẹp. Có ban công. Ở trên này nếu mà nhà ấy thì có thể tận dụng làm những cái tiệc BBQ, tiệc nướng ở ngoài trời rất là hay. Hay, rất là hay và rất là tuyệt vời luôn. Ok, rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cho em về cái không gian rồi có được cái tầm view như này. Nãy giờ đi ở dưới đất. Cảm ơn Đức là đã ghé thăm siêu thị nội thất tình cơ. Duy Phúc rất là tình cờ và tình cờ nhưng mà lại gặp fan nhà to. rất là mình là sub đầu tiên của fan nhà to đấy chứ. Thế ạ. Cảm ơn anh. Hay quá. Như vậy là Hoàng Đức đã dẫn quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng khám phá về khu đô thị Vạn Phúc City. Đối với cá nhân Hoàng Đức thì tôi đánh giá đây sẽ là một trong những khu đô thị rất sầm uất trong tương lai, ở ngay rất gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Có thể gọi đây là đảo ngọc ở giữa lòng Sài Gòn, cũng không hề sai một chút nào cả. Xung quanh được bao bọc bởi con sông Sài Gòn như là một hòn đảo bán đảo ở giữa sông. Đấy, và các bạn có thể thấy là cuộc sống ở xung quanh đây thì đã rất là nhộn nhịp rồi. Thì tôi tin chắc rằng trong một tương lai không xa thì nơi đây sẽ trở thành một địa điểm thu hút rất nhiều sự quan tâm của những người đang sinh sống tại khu vực phía Nam. Còn không biết quý vị và các bạn đánh giá như thế nào về khu đô thị Vạn Phúc City thì các bạn hãy comment xuống phía dưới
Đừng quên like, subscribe, ấn đăng ký kênh để Hoàng Đức sẽ có nhiều cơ hội dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ tham quan thêm nhiều những dự án lớn, nhiều những phong cách sống của giới thượng lưu là như thế nào hơn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.